Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa lưu động diễn ra vào cuối tháng 10 ở địa phương, Nguyễn Thị Thắm sinh năm 1981, ánh mắt giáo hoành, tỏ ra bình tĩnh đến lạ lùng. Đứng ngay bên cạnh Thắm là người tình trẻ của ả, bị cáo Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1985, cùng ngụ ở địa phương, có chút bối rối, cúi gằm mặt. Thấy người dân dự khán phiên tòa chỉ trỏ bàn tán, Thắm và Phong chỉ cúi đầu. Thi thoảng cả hai quay ra phía sau, có lẽ với Thắm là để nhìn các con, còn Phong rảo mắt để tìm kiếm người thân. Nhưng hầu như Thắm và Phong không ai nhận được ánh mắt cảm thông chia sẻ nào, bởi vì tội ác không ai ngờ do chúng gây ra đã khiến dư luận địa phương căm phẫn. Theo hồ sơ vụ án, bà Võ Thị Đang, sinh năm 1958, vốn có 3 người con, chồng mất sớm, nên một tay bà vất vả nuôi con khôn lớn đến lúc dựng vợ gả chồng. Sau đó, 2 người con lớn của bà Đang đột ngột qua đời. Riêng Thắm là con gái út, cũng đã lập gia đình, có 3 đứa con. Vợ chồng Thắm chung sống không hạnh phúc, tất cả mâu thuẫn phát sinh cũng vì chuyện tiền bạc, nên Thắm ôm con về nhà mẹ ruột, tức bà Đang, để sống. Tuy nhiên trong thời gian này, Thắm lại phát sinh mối quan hệ bất chính với gã hàng xóm nhỏ hơn mình những năm tuổi là Nguyễn Văn Phong. Chỉ một thời gian ngắn, Thắm và Phong có mối quan hệ ngang trái này thì bà Đang phát hiện ra do Phong hay tìm đến nhà của bà để tâm sự với Thắm, nên bà kịch liệt phản đối. Hễ thấy Phong đến nhà hoặc đi cùng Thắm, lập tức bà Đang mắng chửi. Theo kết luận của cơ quan điều tra, vào chiều ngày 5 tháng 2, bà Đang đi công việc về nhà thì phát hiện Phong có mặt trong nhà, nên bà Đang kiếm cớ chửi mắng rồi bạt tai đuổi Phong ra khỏi nhà. Thắm can thiệp nhưng không kịp trước hành động của mẹ nên có lời qua tiếng lại. Bị mẹ ruột của người tình bạt tai, Phong lẳng lặng bỏ ra sau vườn nhà bà Đang để đứng. Lúc này trong nhà, Thắm và mẹ ruột có lời qua tiếng lại. Trong cơn thịnh nộ, bà Đang cũng đuổi cả Thắm ra khỏi nhà. Ra ngoài đứng được một lúc, Thắm vòng ra phía sau nhà nhờ đứa con của mình mở cửa vào nhà. Tuy nhiên vẫn còn ấm ức vì chuyện mẹ ngăn cản tình cảm của mình đối xử với Phong hà khắc. Ngay trong cơn nóng giận, Thắm liền nghĩ ra một kế hoạch tội ác tày trời. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cáo buộc lúc Thắm vào nhà, bà Đang đang cúng, sau đó bỏ đi tắm. Trong lúc này Thắm gọi cho Phong vào để sát hại mẹ. Phong ban đầu từ chối, nhưng nghe người tình thuyết phục bằng lời lẽ ngọt ngào nên cũng ậm ừ. Từ nhà tắm trở ra đối mặt với Thắm, thì bà Đang và cô con gái út này lại có lời qua tiếng lại. Bực tức con gái không nghe lời, gian díu với Phong, nên bà Đang có cầm búa dọa và đuổi Thắm chạy ra vườn trước nhà. Lúc bà Đang đuổi theo, bất ngờ Phong xuất hiện, xông đến ôm chặt, kéo lê bà Đang đến cửa buồng ngủ và dùng tay ghì chặt bà đến tắt thở. Mọi việc diễn ra ngay trước mắt của Thắm. Sau khi gây án xong, cặp tình nhân mèo mả vẫn bình tĩnh đến lạ. Cả hai lột dây chuyền vàng, một điện thoại di động và tiền mặt của bà Đang. Theo sự chỉ dẫn của Thắm, sau đó Phong dùng mền, dây dù để cuộn thây bà Đang, rồi trèo xuồng ra sông cái ở địa phương, neo cục đá nặng khoảng 20kg vào để phi tang xuống sông. Nhiều ngày sau, thi hài bà Đang nổi trên sông, được người dân địa phương tìm thấy. Khi cơ quan công an vào cuộc đã khoanh vùng, bắt giữ được Phong về hành vi đoạt mạng người và cướp tài sản. Qua điều tra, công an cũng đã bắt giữ Thắm, khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm. Tuy nhiên, qua củng cố hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định hủy khởi tố bị can đối với Thắm về hành vi trên, mà thay vào đó là khởi tố Thắm về hai hành vi đoạt mạng người và cướp tài sản. Tại phiên tòa lưu động, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp truy tố Thắm về hai hành vi đoạt mạng người và cướp tài sản trong vai trò xúi giục Phong phạm tội. Đứng trước vành móng ngựa, Phong khai chi tiết về toàn bộ diễn biến của vụ án. Trong khi đó, Thắm lại có thái độ ngược lại. Theo Phong khai, khi bị bà Đang bạt tai hai cái, Phong bỏ ra sau vườn, cách nhà bà Đang khoảng 100m. Một lúc sau, Thắm gọi điện hỏi Đang ở đâu, Phong trả lời, ở phía sau vườn. Lúc này nghe Thắm xúi giục, Phong ban đầu tỏ vẻ lo sợ nên bàn lui. Tuy nhiên Thắm nài nỉ người tình,
anh cố giúp em lần này nữa thôi. Do đó Phong đã hành động dẫn đến tội ác đoạt mạng bà Đang. Đáng nói là khi biết bà Đang đã mất, chính Thắm là người dửng dưng yêu cầu Phong lột sạch tài sản của người mẹ ruột mà không hề thương xót. Khi thực hiện hành vi phạm tội xong, Phong tâm sự với Thắm là sẽ ra đầu thú. Nhưng Thắm không đồng ý mà hướng dẫn Phong cách phi tang thi hài bà Đang một cách tinh vi, neo thi hài vào hòn đá nặng để ném xuống sông nhằm che đậy tội ác. Sau đó Thắm lấy chìa khóa xe, giao xe của bà Đang cho người tình cùng 1 triệu đồng kèm theo câu tuyên bố, từ nay chiếc xe này là của anh. Sau đó Phong điều khiển xe chạy lên địa bàn tỉnh Tiền Giang, vứt bỏ lại ở vỉa hè rồi bắt xe đò quay ngược về nhà nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an trong quá trình điều tra vụ án, truy xét theo dấu vết của chiếc xe. Tuy nhiên đứng trước vành móng ngựa, lúc bị truy vấn về hành vi, Thắm thản nhiên không thừa nhận. Thắm khai việc Phong đoạt mạng mẹ ruột của mình là ngoài tầm kiểm soát của Thắm, không hề xúi dục hay yêu cầu Phong làm việc tài trời đó. Tuy nhiên có tình tiết Thắm thừa nhận là lúc Phong đoạt mạng bà Đang, Thắm có mặt tại hiện trường, có biết vụ việc, nhưng vì có tình cảm nhằm che giấu tội ác cho Phong nên đã đưa mền dây dù cho Phong để buộc mẹ ruột của mình đi phi tang. Thế nhưng nhiều tình tiết về vụ án mà cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát nhân dân đã làm rõ cho thấy Thắm tham gia đoạt mạng bà Đang, cướp tài sản với vai trò đồng phạm. Trong đó có tình tiết là khi nghe tiếng động trong nhà, cháu Nguyễn Quế Anh gọi bà Đang bằng bà nội, gọi Thắm bằng cô ruột, đã chạy đến phát hiện ra tình cảnh của bà nội. Cháu Quế Anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nên có hỏi Phong, sao chú hãm hại bà nội cháu? Phong chỉ trả lời ngắn gọn, chú lỡ tay. Cháu Quế Anh có xông vào dùng tay cào cấu Phong. Tuy nhiên lúc này Thắm can thiệp và nói với cháu Quế Anh rằng, con có thương Út không? Nếu thương thì không được nói với ai, nói ra là Út đi tù đó nghe chưa? Thậm chí sau khi cùng Phong phi tang thay bà Đang, Thắm còn mang một ít tiền qua gửi người dì ruột của mình là em ruột của bà Đang. Do đó dù Thắm không thừa nhận hành vi tàn độc đối với người mẹ của mình, nhưng cơ quan công an đã chứng minh rõ ràng và xác định đã truy tố đúng tội. Hội đồng xét xử thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Thị Thắm là man dợ, tàn độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Trong đó Thắm có vai trò lớn, nạn nhân ra đi đau đớn dưới tay của Thắm và Phong, không ai khác là mẹ ruột của Thắm. Nên tội của hai bị cáo cần phải nghiêm trị để răn đe trong xã hội. Từ nhận định đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Phong mức án tử hình về tội đoạt mạng người và cướp tài sản. Còn Nguyễn Thị Thắm bị truy tố về hai tội danh tương tự, nhận mức án chung thân. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo bồi thường số tài sản đã cướp của nạn nhân và 37 triệu đồng là chi phí ma chay an táng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.